Nhiều miếng bánh à, thực ra cái này là phấn mà à, mỗi cái phấn này bạn sẽ được qua một dạng và nó nhẹ heo bạn ơi, lạ thì mang về gắn một vùi bây giờ mình tập đi ngắm đi các bạn, mình đã buồn quá. Next station, giờ mình đi lúc 7 giờ và bây giờ là 1 giờ rưỡi rồi, là mình rất là đau bụng thì để coi lát nữa chúng ta mình vô mình xin hộp ăn coi cho nhanh chứng minh cho bạn thấy là người nước ngoài cực kỳ dũng. Hả? Giờ mình đi. Bây giờ mình chứng minh cho bạn thấy người nước ngoài họ vô cảm thế nào. Chị ơi em nói buồn quá, chị có thì cho em ăn đi. Chị ơi em nói buồn quá cho không có gì ăn, chị không nghĩ vô. Cái gì chắc anh ơi? Không qua cho được mà. Nói buồn vậy không có cho mình. Mình đến nước ngoài đúng là nó hiện đại đi, nhưng mà đối với mình thấy cảnh này nó không có gì đặc sắc mà ha, nó đường cá là đông đúc thấy không, đường xá rất đông đúc và nó hiện đại quá là mình không thấy cái gì gọi là tự nhiên nữa các bạn. Như đây các bạn nhìn lên chẳng thấy gì tự nhiên hết, cây cỏ chẳng thấy, toàn cái xe cổ mà thấy không. Đây là tàu điện ngầm, là cái đường ra tàu điện ngầm các bạn thấy không đó, nó văn minh tới mức mà bây giờ bản thân mình chưa thay đồ luôn, mà chưa tắm luôn, mọi người quyết định là đi chơi hết nay về tắm ngủ cho đã văn các bạn. Và bây giờ mình lại tiếp tục đi tàu các bạn ơi, nói chuyện với bạn bật khẩu trang lên đúng không? Thì hồi sáng mình đi bằng cái miếng phỉnh, nay mình đi bằng cái thẻ từ các bạn. Thì tàu này tàu trên cao, là cái thẻ này, tàu dưới đất là đi bằng cái phỉnh. Đi trong đi tàu các bạn, đây là chuyến đi, đi Thái tàu đi tàu mà. Giống như cái chuyện mình thấy cái đi tàu ở Thái Lan giống như là đi xe buýt ở Việt Nam mình vậy, mà nó hiện đại hơn. Đây là thắng yếu tâm. Thì mục tiêu của mình dắt ảnh đi hôm nay là mình sẽ đi chuyển giới rồi. Quay về mình sẽ là Châu Nguyệt Xuân. Đây sẽ là Nguyễn Hồng Thập. Rồi, bây giờ mình dẫn các bạn đi chợ đêm nha. Thì thật sự cái chợ đêm khỉ heo này mình thấy chắc chỉ dành cho mấy bạn gái thôi mà. Gái đi coi mua sắm các kiểu rồi. Còn mình đi cái này thì chủ yếu mình ngắm gái các bạn. Đồ ăn ở đây thì nhiều lắm, từ đồ ăn vặt cho tới đồ ăn nhậu cho tới đồ ăn no các bạn ha. Sườn cây này thì mình lúc đầu mình chưa ăn á thì mình thấy nó cũng ngạc nhiên xíu, tại vì nó sao mà nó bự tổ chảng vậy. Nhưng mà mình ăn rồi thì nó cũng bình thường. Các món ăn còn lại thì kiểu như mình không hạ ăn uống như lắm, nên mình coi cho biết thôi. Giống như mình nói với bạn từ đầu đó, mình đi chuyện con gái thôi. Sao dĩ mình quay clip cho các bạn á, tại vì cái món này thú vị quá các bạn ơi. Cái này giống như là trái mì, mì Thái à. Thì mình nghĩ nó cũng sẽ ngon lắm, mùi vị nó như chôm chôm hay nhãn vậy đó, nhưng mà thật sự mình đã lầm các bạn ơi. Thì mình nghe cái mùi chua chua thấm thấm á, cái mùi này nó bự sao, nó đúng cái chữ khấm luôn rồi. Cái mùi này là cái mùi em nãy không kiểu này, nó đưa cái này coi như là nó tự giờ cho mình đó. Bây giờ em thử em ngửi trước rồi em được ăn. Bây giờ cái mì Thái này biết rồi, cái này là giống như nó là gì giờ không biết giải thích nữa. Cái nước này nó ngâm trong cái gì đó, cái mùi đó cứ chua chua cái với bạn không tắm mà nó cái mùi là cái giống như cái mùi dày các bạn, cái mùi dày mà cũng đúng, cái mùi dày mà lâu ngày đi cả ngày mấy ngày á. Thôi thử đi, bây giờ rồi anh trước em mua để phía trước kính lão đất thân kính lão đâu em. Không, cái này là ấp tự du, ấp tự du gì ừ thì dạ thì là công bằng nhất đúng không, bây giờ thì thua là thắng đúng chưa, đúng ok vẫn xù xì xì đó thấy chưa, thua là thắng nữa hả. Anh hửi cái đi em ăn. Cái mùi này nó khấm lắm các bạn ơi, mình nói thiệt với mày,
Trời nó lồ lên lan ở đây lúc nào cái mùi của em. Bán lẻ chưa? Sao được không? Được không? Mày nước qua cái mùi đó lẹ đi thì ăn nó không có gì. Cái này nó không có mùi gì vậy. Chỉ có cái mùi của cái nước đó. Cái hột này giống như là cái vỏ mít vậy các bạn. Hột này giống như hột mít vậy các bạn. Tao tốt như là không ăn nước. Mà chơi kì vậy. Kiểu nó không có mùi vị gì nhưng mà cái nước này nó làm cho cái món này nó kinh dị không? Cũng được các bạn, món này thì cũng được. Cái nước này ghê quá. Cái nước này hơi thấm thấm rồi, cái này nước này nó gớm gớm. Dùng clip này mà không ăn nữa mà. Bây giờ mình sẽ đi phà rồi. Phà này nó sẽ dẫn tới mình tới một cái địa điểm du lịch của Thái Lan, đó chính là Chùa Trắng của mình nhé. Ở đây đi nước ngoài bạn có thấy là bạn sẽ gặp được nhiều người ngoài nước. Guys, welcome back to my channel. My name is Châu Nguyệt Xuyên. Là mình đây bạn, mình là Sơn Lép. Bây giờ mình đã tới một cái địa điểm rất là nổi tiếng của Thái Lan, đó chính là The Temple of Dawn, Wat Arun. Nó có nghĩa là ngôi đền bình minh, ngôi đền hoàng hôn bình minh, không ngôi đền hoàng hôn. Dawn là bình minh thì phải. Thì vô trong đó thì không được chụp hình, nên mình đứng ở đây mình nói chuyện cho các bạn nghe thôi. Rất đẹp không? Cao, đó là hùng vĩ. Ngoài ra còn mấy bạn Nhật dễ thương nữa bạn ơi, mấy bạn này dễ thương lắm. Mặc đồ Thái Lan, nhìn đồ rất là dễ thương. Mình mặc lên chắc hơi bị ghê. Mà dễ thương lắm bạn ơi. Mình đứng nhìn mấy hoài. Đi rồi, bây giờ trời nắng quá, bây giờ là 1 giờ trưa, 2 giờ trưa, chẳng có mang nào ra được vào giờ này á. Mình tới. Ai cần si ảm mà. Đi các bạn ơi. Đi ơi. Đây mình chỗ này nè. Thì mình đang ở trong cái Icon Siam mà thì thật sự lúc đầu mình nghĩ nó giống như một cái môn, giống như là ở Việt Nam mình thì có UNESCO hay là tòa nhà Landmark 81 hay là cái gì hoặc là tòa nhà Takashimaya thế này, nhưng mà sự này rất là rộng, nó bự chắc thì gấp 3 lần. Và ở trong cái môn này nó có chợ nổi đúng không ạ, tức là nó sẽ có chợ nổi, lát mình sẽ bạn xem nó có nước rồi mình lên cái hay ho đó rồi thì rất là rộng này ơi. Mình đang ở đây các bạn, đây mình đang ở đây. Đây là chợ nổi nè, thấy không? Nước hôm lum la nè, hôm nay nó sẽ có chợ nổi. Mình không biết ở đây, nó có, ở ngoài kia nó ghi xuống là cái gì? Chắc là... nó ghi đó từ địa phi, từ địa phương mình không biết. Bây giờ mình sẽ cùng nhau đi tham quan các bạn ơi. Can I film it? Can I? Anh không dặn, con trai là chắc chết luôn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cho Thắng ăn một tô y chang vậy thôi. Thắng nó sẽ ăn được một tô y chang vậy mà không cay. Mình sẽ ăn một tô cái này nha bạn. Tô dày tầm How much is this? 200 bucks. Ok. Chỉ có 200 bạc các bạn, tức là chỉ có tầm 140.000 một tô thôi. Quá rẻ. Bây giờ mình sẽ cho mình thanh toán rồi. Đây mình có nhiều tiền Thái đó rồi, đây tiền Thái mình bao la mình lấy 500 bạc mua được 2 tô rồi. Rồi đây là của Khang này, Khang mua này cây nhiêu vậy? 100 bạc. 60 bạc, quá rẻ rồi, ngon không bạn? Khang đi đâu là nó ăn nhiều đó mà, Khang mà, nó mập lên rồi nó nghĩ tập ra gian quá. Ở đây mình đi theo Khang đi uống kèo Thắng rồi. Mà xong tiền không có thể quay được sao?
là đại gia bạn ơi. Đại gia bạn đi chơi lúc nào cũng có thằng đại gia. Đây là con tôm thường của thằng Khang, mua bao nhiêu bạc đây Khang? 600 triệu. 600 bạc các bạn. 600 bạc là tầm 420k con tôm này. Thôi chúc mấy đứa ngon miệng. Mình ngồi nhòm các bạn ơi. Trong khi hả Khang tôm hùm thì mình ăn thịt gà các bạn. Sau khi một hồi mình qua Thái Lan mình đã đọc được bộ tiếng Thái, ví dụ như đây là mua 5 cái tặng 1 cái tính tiền 75 bạc các bạn. Cái chữ U gì như vậy nè là chữ bạc à, còn ở đây là tiếng Anh các bạn, 5 cái 1 tặng 5 à, mua 5 tặng 1 thì mình định mua 1 cái trải nghiệm thôi, nhưng mà rất tiếc là không có thể cho mua 1 hay mua 5. So give me 5 this one. 3 and 3 all it is. 3 cái này 3 cái kia hả? Ok 3 mấy trẻ mặn. Ok cưng, trời ơi thương quá. Thì cái này mình thấy là có hai dạng rồi, một là dạng mặn, hai là dạng ngọt. Cái này là nhưng cái này là nhưng mặn các bạn ơi. Cái này là không biết ăn mới biết. Đây, đút cho cưng ăn nha. Nào. Nào. Tình không tình chứ mình cầm ngon. Cảm nhận các bạn biết. Nó lạ lắm. Lạ không hả? Nó vừa mặn mà nó vừa béo. Mà nó vừa ngọt nữa. Mà nó hơi hăng nữa. Nhưng màu đỏ này là tôm mà. Mà nó cũng không phải tôm. Thơm. Nó thơm mặn mà nó ngọt mà. Kiểu như là bạn ăn bánh bao mà uống nước ngọt vậy. Phải không ta? Không, mà ăn bánh bao là bạn ăn chè. Nó khó hiểu á. Không biết gì cả. Ngon rồi, ngon. Rồi bây giờ mình thử qua cái thứ hai thôi. Cái vị này thấy sao? Cái này là gì? Cái này em nhìn nó không mùi vị luôn á, kỳ quá. Thì vậy? Thì cái hồi nãy mà màu đỏ này nó giống như là tôm dùm, mà tôm dùm của Thái đặc sản. Bạn ăn đồ mặn chung với đồ ngọt. Cái này ngọt. Cái này ngọt, dễ chịu không? Cái này giống như kẹo chỉ bạn ơi. Okay. Ngọt quá. Ôi trời, hổ vậy. Nó giống như kẹo chỉ với lại kẹo dừa. Mình nó ngọt quá mà. Cái này ngọt quá mình không mê. Không mê lắm. Pha lấu bạn ơi. Mùi này là mùi pha lấu hả bạn ơi? Mùi nồng nặc luôn các bạn. Trời ơi. Mình mà ăn xong á là mặt mình sẽ có nồng giống như ông này luôn. Sao? Ứng quá. Sao ứng quá à? Nhìn lầy quá. Lầy lội quá. Nhìn lại cái tô rồi nhìn lại cái... Nó nhìn cái nồi các bạn. Ớn ăn thiệt. Thắng nó ngán quá bạn. Không, thắng ngán rồi chứ thôi mình cũng muốn bước rồi. Bước đi. Thôi rồi. Ồ, cái này thì là trà sữa các bạn. Trà sữa Sương Sa. Trà sữa Sương Sáo luôn. Là cũng cho trên bên này sữa. Trà sữa Thái. Mình kiếm Sương Sáo kìa. One tay. Milk green tea. Ice. Còn cái này là Ovaltine Milo mọi người. Không có trà xanh mật ong nè, thì nó không ấy nè. Trà xanh mật ong. Đi một hồi nó cũng rã kẽn các bạn. Là mỏi cái chân quá. Thôi ngồi đây chơi tí. Chân té nước cho lắng. Mà tính ra cái môn này nó đồng ngộ thì các bạn.
nó giống như là một cái hội chợ ẩm thực. Nói gì ra? Ủa nói gì đi. Nó hội chợ ẩm thực mà bán vé số cũng bán, nhưng mà có thang máy, có cái kiểu chùa chiền trong này nữa bạn. Thái Lan nó có kiểu chùa chiền, có kiểu đạo hồi nữa bạn. Nói chung gì cũng này không có. Rồi để con kiểu Trung Hoa đó, nó tổng hợp các bạn. Thế lạ đó mà. À, mình đang đứng trước một cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng mà Dior. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tới một cái khu mà toàn đồ hiệu hả bạn? Em muốn nói gì không? Đây là cái mall nhỏ trong rất nhiều cái mall hả bạn? Nhưng mà cứ coi đi coi tạm nha. Các bạn đi theo mình, các bạn thích cái nào thì bạn chọn cái đó. Còn mua được hay không thì sau. Các bạn thấy là cái mall này rất là rộng mà. Cũng như ở đây nó không có gì ngoài diện tích đó. Rộng cho các bạn đi thoải mái. Các bạn nằm la lăng lê bò lết đây cũng thoải mái luôn. Không có bị ngợp nè. Trần nó cũng rất là cao, là cho mình cảm giác như là nhà quê lên tỉnh vậy. Rồi, và hiện thì mình đang đứng trước một cái thương hiệu nổi tiếng. Hồi xưa khi mình không biết tiếng Anh á, thì mình đọc là Hermès các bạn. Nhưng mà sau này mình biết tiếng Anh rồi thì mình vẫn đọc là Hermès. Đọc là Hermès. Hơi mệt các bạn. Hơi mệt. Và các bạn để ý thấy là không phải những người này họ đứng họ đợi gì đó bạn, mà là mình để xếp hàng để được phục vụ. Thì đồ hiệu mà, người ta sẽ phục vụ một lượng khách cố định trong store tại một thời điểm nhất định thôi. Mình thì mình chắc không cần xếp hàng, tại vì mình vô thì đi ra các bạn. Mình nghe đồn là trong đây đồ rẻ lắm, tầm 7 triệu là đồ rẻ nhất, còn đồ xương xương thì mà vài tỷ. Bỏ đi mà đi sống ảo giống mình là được đó. Tao vô thắng anh mua cho em cái gì em mua đó, anh mua cho em mua cái gì cũng được đó, em la em bán lại. Anh mua cho em một cái túi cá sấu 5 tỷ đó. Người giàu họ nói chuyện như thế các bạn, không ai nói chuyện vài trăm triệu bình thường. Tao vô đây mua cho vài tỷ chưa. Thì sau khi mà mình đặt hàng mấy cái đồ của MS này kia, bây giờ mình sẽ tới một cái nơi mà nó là đam mê bất diệt của hầu hết tất cả các đàn ông mà. Mình nhắc tới cái này là các bạn mê liền. Đi theo mình thôi. Và chỗ đó thú vị lắm. Tới. Chính là xe mà xe hơi các bạn. Đây là những cái dòng xe hơi mà thật ra mình cũng không biết dòng xe gì. Mình chỉ thắc mắc là tại sao người ta có thể mang được cái xe hơi lên đây các bạn. Tại sao? Cái này là lầu 3, lầu 4 của một cái trung tâm thương mại mà người ta thích mang xe hơi lên đây đúng không ạ? Từ khi mình cũng thắc mắc ngộ nghĩnh. Tại vì ở Việt Nam đa số những cửa hàng bán xe hơi làm mặt tiền đằng trời đúng không Thắng? Đúng vậy. Hồi nãy mình có thấy một cái chiếc box. Mà thường nó sẽ có làm cái đường lên. Nhưng mà nãy giờ không thấy, toàn thang máy không ạ? Anh em tôi đằng xe cho anh biết cái xe không được là xe gì mình chẳng biết rồi. Maserati à? Có cái này đó. Ủa, hai hãng nào mắc hơn ta? Không, cái này là Porsche, cái này là thừa biết với mình. Porsche mới là mắc các bạn. Điều nào hồi nãy bạn được hỏi có là nó có viết bài rap, thật sự mình chẳng biết bài rap nào về xe hơi, mình chỉ biết bài cái xe màu xanh đưa anh xuống. Màu xanh cũng không thành. Bây giờ mình qua coi xe Porsche các bạn. Đó, thì bạn có thể thấy là cái xe Porsche kia. Mình không biết nó như thế nào nhưng mình đặt ở trong đó tự nhiên thấy sang vậy. Mình mà lên nó ngồi chắc là đẹp trai và sang lắm. Để ngồi. Cái xe này mình nghe nói đâu chắc cũng mấy tỷ, bạn nào biết giá cho mình biết chứ mình không biết. Vô coi biết liền. Bỏ đi. Được rồi. Mình chỉ ra ngồi xe ráp được thôi các bạn. Nhục chí thì các bạn. Bây giờ mình đang ngồi trong nơi rất là sang. Bây giờ mình sẽ dẫn bạn tới nơi mà hồi nãy mình không kịp quay lại, chứ mình mà quay lại nó phải qua một cái. Đi thôi. Đó là Zio Yestolo. Mà cái toilet này hay lắm rồi. Cửa tự động. Cảm ứng rồi. Cảm ứng học ngoại. Đúng. Mà thấy anh sao quay cái chỗ này. Dỡ bạn. Thank you.
và mình đang đứng ở một cái nơi mà ở Việt Nam hiện tại chưa có bạn, hoặc là có nhưng mà nó không bự như vậy, đó chính là Apple Store. Thấy rồi, thấy không? Rồi. Nó thiết kế rất là rộng luôn bạn ơi, không gian này nó phải rộng, rất là rộng bảy nồn. Ra kia chơi nữa. Dù yếu mình ở đây sống ảo thôi, chứ đồ đạc đây chẳng mua được gì hết. Em nhắm mua được gì không? Mua được chuột các bạn. Nhìn đã đó bạn ơi. Thì cái này mình chỉ nói thêm thôi, đây là cái nhận xét của mình nữa các bạn. Đó là khi mình ra ngoài, thứ nhất là rất là nóng, nóng hơn ở Việt Nam mình rất nhiều các bạn. Cái thứ hai là tuy các bạn có thể thấy xanh mát vậy á, nhưng mà nó có một cái khác biệt rất lớn so với Việt Nam, đó là cái sự ô nhiễm nó cũng nhiều hơn các bạn thấy không. Ở Việt Nam mình có thể nhìn đằng xa, ok, nó cũng sẽ bị mù như vậy nè. Nhìn xa mà chẳng thấy nhà, thấy mờ đúng không? Và nhìn lên trời mà không thấy mây luôn các bạn. Nhìn lên trời là hoàn toàn không thấy mây, không thấy trời, không thấy màu xanh luôn. Cái mù các bạn. Nó cứ giống như sương mù nhìn ra khỏi là ô nhiễm các bạn. Ở Hồ Chí Minh mình thì nó có nhưng mà ít hơn. Nhìn lên trời vẫn thấy trời xanh, mây trắng, ở công viên nhìn lên vẫn đẹp đúng không các bạn. Đây cứ mù kiểu gì các bạn ơi. Ok, hello các bạn. Sau khi mình đi dạo vòng á, mình đi mua đồ thì mình mua xe Porsche này kia rồi. Bây giờ mình quay về hai cái món đặc trưng nhất của Thái Lan, tức là gỏi các bạn và bạc thái. Thì mình sẽ cho Thắng ăn cái món ăn gỏi thái đu đủ. Các bạn ơi, nhìn vô là thấy là muốn chảy nước miếng rồi. Đây, mời cục cưng ăn. Đây, đút cho cục cưng. Đút em đi. Cưng nha. Cực là nhưng mà cay quá à. Hả? Cay gà em. Em không chưa nha. Ngon hơi tê nhưng mà cũng ngon nha. Ngon các bạn. Thắng này nó không ăn cay được các bạn ơi. Cũng cay rồi má ơi. Ôi ngon sao vậy? Cay hay quá hả? Cay từ á. Vô hả? Hello, chào các bạn. Giờ chị Vũ 37 bỏ tụi mình rồi. Giờ mình phải kiếm đường về các bạn. Giờ không biết về sao luôn, mà đi đại đi. Nhưng mà đi đâu cũng được. Anh chỉ cần đi bên em. Ok, theo em. Để di chuyển ở Bangkok thì hầu hết là mình đi tàu điện với đi thuyền trên sông Chao Phraya như là các bạn đang xem đây. Thì đi một lần, hai lần đầu thì mình còn thấy thú vị các bạn. Chứ thật ra đi nhiều lần mà bạn chọn cái cách di chuyển trên sông như vậy thì mình nghĩ là khá là mất thời gian. Tại vì giờ cao điểm mình đợi rất là lâu nha các bạn ơi. Có khi mình đợi tới cả nửa tiếng mới có chuyến tàu tiếp theo. Và một cái điều đặc biệt là ở đây không hề có một cái áo phao nha mọi người ơi. Tất cả các thuyền đều không có áo phao, hoặc là có mà mình không thấy, mình không được mặc các bạn. Làm cho lòng mình thanh tịnh các bạn. Ừ, sao cao hoài luôn vậy? Ừ, vi diệu lắm. Đó, thấy chưa? Quá là vi diệu. Là không đúng đâu các bạn này, kinh lắm. Không, cái thật sự các bạn, nếu mà tìm hiểu á thì những cái này nếu mà đúng nó là mắt các bạn. Và không phải cái nào thì nó cũng khác âm thanh. Yes. Yeah. Yes. Yeah. Oh. Anh giàu. Nghe bạn nghe nè. Đó. Lòng thanh tịnh liền các bạn. Cái gì này sống một cái. Để nó khuếch đại ra. Anh phải gõ một cái xong anh khuếch đại ra. Yêu luôn. Các bạn cầm trên tay mới cảm nhận được cái độ rung của nó dưới. Đó. Bà nội cha thật sự tức mà muốn chửi thề luôn. Cái lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt vào. Nghe cái này bự hơn nữa bạn, nghe xong là muốn đi tu luôn các bạn ơi. Đó các bạn không? Bạn nghe tiếng u không? Phát xuất phát từ cái chuông này. Bạn nghe xong là thấy thanh tịnh luôn các bạn. Anh hỏi cái này bao nhiêu tiền? And manual, how much it is?
one? Yeah. Double? No, no. Yeah, this side and the smaller side. No, this size. Yeah. À, cái này còn là 10.000 bạc, tức là tầm 7 triệu các bạn. Tức là nó có những cái âm thanh làm cho mình cảm thấy rất là bình yên rồi. Mày biến nó khỏi cuộc đời tao.